Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 22 tháng 3. Hôm nay toàn tỉnh tiếp tục có nắng với cường độ mạnh do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới trên cao, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Một số nơi thuộc khu vực phía Bắc có mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 34 độ, thời tiết oi bức ngột ngạt cả ngày. Tuy nhiên, thời điểm chiều tối các đám mây đối lưu sẽ xuất hiện gây mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 25 đến 27 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đôi lúc có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 22 tháng 3 năm 2022, mực nước cao nhất 390 cm xuất hiện lúc 5 giờ 15 phút, thấp nhất 150 cm xuất hiện lúc 22 giờ 45 phút.